họ có gian vô ruộng ra xe luôn, xe đậu ngoài này. Lộ bộ ra luôn. Đánh cái vòng ra hết đầu kinh đó rồi vòng vô. Đi không? Sao từ đó là sao? Hồi có gian mấy cái vỏ máy này nè, chắc có lẽ có người đi ra ngoài mấy cái vỏ đó. Để thôi anh chở ra xa lắm. Mai có chạy không?